Tiếp theo là mình nói về cái công thức xác suất điều kiện nha. Thì lúc nãy là cái phần bài giảng của thầy lúc nãy thì nó luôn luôn là cái công thức cộng xác suất rồi đúng không? Công thức cộng xác suất rồi. Và các cái ví dụ Thầy ơi, nữa thầy thì chưa bật mic thầy ơi. thầy cảm ơn, thầy cảm ơn nha. Thì tiếp theo là mình nói về cái công thức xác suất điều kiện nha. Lúc nãy là mình nói cái công thức cộng xác suất này rồi đúng không? Thì công thức này cộng xác suất này thầy lồng vô cái phần tính chất của xác suất luôn rồi để giải thích rõ mấy cái công thức ở trên đây cho các em này. Đúng không? À, cho nên là phần tiếp theo đó là mình sẽ nghiên cứu công thức xác suất điều kiện. Thì ở đây nó có nhiều cái rất nhiều ví dụ rồi các em có thể tự tham khảo ha. Đây công thức xác suất điều kiện này. Thì trước tiên về xác suất điều kiện đó thì các em lưu ý là mình nói về cái xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra. Xác suất của biến cố A ha với điều kiện biến cố B đã xảy ra là chỗ này. Mình sẽ ký hiệu là BA sạc B, BA sạc B. Lưu ý là cái dấu gạch xiên này là nó nghiêng ra phía sau ha, dấu sẹt này nó nghiêng ra phía sau. Còn nếu mà dấu sẹt nghiêng phía trước thì lúc đó mình nói là A trừ B rồi. Đấy. Thì lưu ý là cái xác suất của A với điều kiện B là dấu sẹt này mình viết đứng hoặc là mình viết cho nó nghiêng ra phía sau thế này. Tức là nó là cái khả năng xảy ra của biến cố A khi biến cố B đã xảy ra. À, chính là cái khả năng xảy ra của biến cố A khi biến cố B đã xảy ra và nó sẽ tính bằng công thức 1.11 này. Thì về cái xác suất điều kiện đó thì em lưu ý là xác suất của biến cố B với điều kiện B luôn là bằng 1. Và xác suất của biến cố chắc chắn với điều kiện B nó cũng bằng 1 luôn. Và xác suất của biến cố đối của biến cố A, biến cố đối của A với điều kiện B thì nó bằng 1 trừ xác suất của biến cố A với điều kiện B. Và cái công thức cộng thì nó lặp lại trong trường hợp này, tức là A hợp B với điều kiện C thì bằng xác suất của biến cố A với điều kiện C cộng cho xác suất của biến cố B với điều kiện C và trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B với điều kiện C. Thì thông thường đó là chúng ta chỉ có thể là cái xác suất của biến cố A với điều kiện B này nó suy ra trực tiếp của bài toán chứ nó không quan tâm đến nó có thể là không tính bằng công thức không? Và cái công thức này thường đó là chúng ta sẽ sử dụng để mà xây dựng công thức nhân xác suất. Đấy, thì cái ví dụ của mình là ví dụ 1.21 nè. Bây giờ gieo hai con xúc xắc cân đối đồng chất, tính xác suất tổng số chấm thu được bằng 6, biết rằng tổng đó là số chẵn. À, thì mình có hai biến cố, em quan tâm đến hai biến cố rồi. Là biến cố A là tổng số chấm thu được bằng 6 và biến cố B là số chấm thu được là số chẵn. Thì biến cố A thì nó có 5 cái kết quả sơ cấp như thế này. Thấy không? Và nó là con của biến cố B luôn cho nên là A giao B là bằng xác suất biến cố A luôn. Đấy, cho nên ở đây mình sẽ áp dụng công thức 5.11 này 1.11 này xuống thì mình sẽ được cái gì? Là xác suất của biến cố A giao B. Xác suất của biến cố A giao B này chính là xác suất của biến cố A luôn. Đấy, cho nên là cái này nó bằng 5 phần 18 thôi. Tiếp theo ví dụ 1.22. Một lớp này có 3 nhóm thực tập. Nhóm 1 thì nó có 12 người, 7 nam 5 nữ. Nhóm 2 thì 6 nam 6 nữ và nhóm 3 là 3 5 5 nam 6 nữ. Đây là nhóm 3 có 11 người.
Bây giờ yêu cầu là chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp thì tính xác suất sinh viên được chọn là nữ và thuộc nhóm 3. Thì em thấy là cái cuối cùng ở đây là nó có sử dụng cái công thức xác suất điều kiện, nhưng mà nó là xác suất điều kiện này, công thức này nó không dùng để tính xác suất điều kiện mà nó suy ra xác suất của biến cố A giao B. A giao B dưới đây à. Và cái công thức này chính là công thức nhân xác suất. Thì ở đây khi mà mình chọn ngẫu nhiên một sinh viên của lớp thì nó có hai cái biến cố mình cần quan tâm, đó là sinh viên được chọn là nữ và biến cố B là sinh viên được chọn là thuộc nhóm 3. Không? Đấy. Thì xác suất của biến cố B là bằng 11 phần 35. Tại nhóm 3 có 11 người mà trong tổng số sinh viên của lớp này, của ba nhóm này đó là bằng 35 người đúng không? Thì xác suất của biến cố B là bằng 11 phần 35. Còn xác suất của biến cố A với điều kiện B thì em hiểu là A với điều kiện B này có nghĩa là sao? Nếu như một bạn được chọn là ở nhóm 3 thì xác suất bạn đó là nữ là bao nhiêu? Nếu như một bạn được chọn là ở nhóm 3 có nghĩa là mình chọn ngẫu nhiên một bạn ở nhóm 3 thì xác suất được bạn nữ là bao nhiêu? Là 6 phần 11 đúng chưa? Đây 6 phần 11. Em hiểu cái xác suất điều kiện này nó suy ra từ từ, từ trực tiếp của bài toán luôn. Đấy. Thì đây nó 6 phần 11. Và do đó là mình áp dụng công thức nhân xác suất thì mình sẽ được là xác suất của biến cố A với điều kiện B thì bằng xác suất biến cố A giao B đúng không? Chia xác suất biến cố B và nhân hai dế cho xác suất biến cố B thì mình được xác suất của biến cố A giao B này. Và xác suất của biến cố A giao B thì bằng xác suất của biến cố B nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B. Thế rồi 6 phần 35. Thế thì cái này mình tính trực tiếp cũng được đúng không? Tính trực tiếp cũng được. Một bạn mà là nữ và thuộc nhóm 3 thì nó có 6 bạn thôi. Trong tổng số 35 bạn vậy thì xác suất là 6 phần 35 thôi. Nhưng mà cái ví dụ này để minh họa cho công thức. Thì chúng ta có thể xem thêm cái ví dụ 1.32 ha. Xin lỗi 1.23. Một bạn đọc cho thầy ví dụ này. Quỳnh Thị Yến Như. Ví dụ 1.23. À, dạ. Một hộp có 3 quả cầu trắng và 4 quả cầu đỏ, lấy ngẫu nhiên liên tiếp thông hàng lại 2 quả cầu, tính xác suất quả cầu lấy ra lần thứ 2 màu trắng, biết quả cầu lấy ra lần đầu màu đỏ. À, thì cái này không hẳn là lời giải em mà nó còn là phân tích cái lời giải luôn. Thầy ghi như thế này để cho các em dễ hình dung á. Đọc em hiểu không? Bây giờ mình chỗ này mình đặt A là biến cố quả cầu lấy ra lần đầu màu đỏ và B là quả cầu lấy ra lần thứ hai màu trắng này. Mình cần tính xác suất là gì? Khi mà em gặp cái câu nó nói là biết rằng hay là biết cái gì đó thì nó là có điều kiện đó em. Thấy không? Khi mình đọc vô bài toán xác suất mình thấy có chữ biết hoặc là biết rằng đó là xác suất điều kiện. Còn nhân và đó là xác suất của biến cố giao hoặc là biến cố giao của biến cố đói hay là hệ hiệu. Thấy không? Mình đọc vô cái đề mình phải để ý không? Cho nên là các em phải đọc nhiều cái ví dụ nó tốt hơn. Đấy, thì bây giờ mình cần tính xác suất của biến cố B với điều kiện A. B là gì? B là quả cầu lấy ra lần thứ hai màu trắng. À, biết rằng quả cầu lấy ra lần đầu màu đỏ. À, đây. B nè, chỗ này B nè. Quả cầu lấy ra lần thứ hai màu trắng. Biết rằng cái dấu sẹt này là biết rằng nè. Quả cầu lấy ra lần đầu màu đỏ. Đúng chưa? Đấy. Như vậy thì cái xác suất này tính sao? Đấy. Thì bây giờ trong cái hộp này đó, tổng cộng nó có 7 quả.
7 quả cầu, nhưng mà với điều kiện A này nè, với điều kiện A này có nghĩa là mình đã lấy ra một quả cầu màu đỏ rồi. Vậy thì trong hộp lúc này nó sẽ còn nhiêu? 6 quả cầu mà nó có 3 trắng, 3 đỏ. Tại mình lấy ra một quả đỏ rồi đúng không? Cho nên với điều kiện A này thì có nghĩa là trong cái hộp này nó chỉ còn có 6 quả cầu mà trong đó có 3 trắng, 3 đỏ thôi, cho nên xác suất lấy được quả cầu màu trắng là 3/6, tức là 1/2. Đấy, thì rõ ràng mình phân tích ra là mình phân tích cái này ra là mình được ngay cái xác suất điều kiện này và mình không cần phải sử dụng công thức. Đấy, thì ở đây cái đồ hình của thầy minh họa đó thì lúc đầu là một hộp ban đầu là 7 trắng 4 đỏ nè. Bây giờ biến cố A xảy ra, có nghĩa là mình đã lấy ra một quả đỏ thì lúc này cái hộp của mình đó, nó chỉ còn là 3 trắng 3 đỏ thôi. Tức là với điều kiện biến cố A thì cái hộp nó còn là 3 trắng 3 đỏ. Và bây giờ mình sẽ lấy ngẫu nhiên ra một quả thì xác suất quả trắng nó sẽ là 3/6, tức là 1/2. Đúng rồi. Đó. Đó là cái công thức xác suất điều kiện đó các em. Xác suất điều kiện mình có mấy cái ví dụ về xác suất điều kiện đó thì các em đọc kỹ lần này. Đó. Thì công thức tiếp theo là công thức nhân xác suất. Thấy không? Công thức nhân xác suất. Thì cái công thức nhân xác suất là lúc nãy mình có cái xác suất điều kiện là xác suất của biến cố A với điều kiện viết rồi để vô nó cứ nhảy hoài vậy. Thì mình này viết không được. Được cái viết này viết không được rồi, viết phải viết bằng con chuột. Lấy bằng cái bảng bên quạt đi. Thì lúc nãy mình có cái công thức xác suất điều kiện là xác suất của biến cố A với điều kiện B không? Thì nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A giao B đúng không? Bây giờ chia cho xác suất của biến cố B. Bây giờ mình thảy này lên đây. Tức là mình nhân hai dế cho xác suất biến cố B đó thì mình sẽ được là xác suất biến cố B nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B, là lúc này nó sẽ bằng với xác suất của biến cố A giao B ha. Đấy, xác suất của biến cố A giao B. Đây, xác suất của biến cố A giao B thì nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A, xác suất biến cố B nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B, đúng chưa? Công thức thứ nhất này. Cái file này đâu mất rồi. Đấy, thì cái công thức này, nhưng mà bây giờ mình có thể quán đổi vai trò của AB cho nhau, phải không? Thì bây giờ chỗ này nếu mà mình đổi A bằng B, B bằng A thì nó là xác suất của biến cố BA, BA với AB là bằng nhau đúng không? Thì lúc này nó sẽ thành là BA nhân cho BB với điều kiện A. Tại vì mình đổi vai trò của AB cho nhau rồi, đúng không? Vậy thì mình được cái công thức thứ hai này. Đấy, công thức thứ hai. Đấy, vậy thì mình sẽ được cái công thức nhân xác suất cho hai biến cố AB thì xác suất của biến cố A giao B. Tại sao này nó gọi là công thức nhân xác suất thì ở đây đó là xác suất của biến cố A giao B, còn gọi là biến cố tích của AB đúng không? Mà nhân thì mới ra tích đúng không? Đấy, thì xác suất của biến cố tích thì bằng tích của xác suất biến cố A nhân cho xác suất biến cố B với điều kiện A. Thì cái công thức này nó gọi là công thức nhân xác suất rồi các em. Nó có hai công thức như thế này, rồi tùy theo cái biến cố B nó xảy ra trước hay là biến cố A xảy ra trước. Nếu B xảy ra trước thì mình sẽ tính theo công thức phía trên đó. Rồi nếu mà B xảy ra sau thì mình sẽ, A xảy ra trước thì mình sẽ tính theo công thức thứ hai.
Rồi bây giờ một bạn đọc cho thầy cái ví dụ 1.24 này. Lê Thị Thúy An đọc cho thầy ví dụ 1.24 rồi. Hay là một một hộp có ba quả cầu trắng và bốn quả cầu đỏ, lấy ngẫu nhiên liên tiếp thông hoàn lại hai quả cầu để hai quả cầu lấy ra đều màu đỏ. Cái này cũng liên tiếp không hoàn lại cơ. Liên tiếp không hoàn lại hai quả cầu đúng không? Đấy, thì giống như cái ví dụ ở trên chỗ này nè. Lấy liên tiếp không hoàn lại hai quả cầu. À. Thì bây giờ em coi ví dụ 1.24 rồi lại thầy ha. Đấy. Bây giờ mình gọi A là quả cầu lấy ra lần thứ nhất màu đỏ và B là quả cầu lấy ra lần thứ hai màu đỏ và mình cần tính xác suất của biến cố A giao B này. Bây giờ A giao B này có nghĩa là lần cả hai lần đều màu đỏ hết. Thì bây giờ đầu tiên đó là lần đầu có nghĩa là mình lấy ra một quả cầu và tính xác suất quả cầu lấy ra lần đầu màu đỏ. Đúng không? Thì cái hộp này nó có bốn quả cầu đỏ và ba quả cầu trắng, tổng cộng nó 7 quả cầu đúng không? Thì xác suất lấy ra quả cầu đỏ là 4 phần 7. Đúng chưa? 4 phần 7 nè. Đó. Thì nếu như mà biến cố A này xảy ra có nghĩa là quả cầu lấy ra lần đầu nó màu đỏ rồi. Đấy. Như vậy thì trong cái hộp này nó sẽ còn là 6 quả cầu, trong đó có 3 trắng 3 đỏ. Đấy. Thì lần thứ hai lấy được màu đỏ nữa, tức là lần thứ hai lấy được màu đỏ nữa thì nó sẽ bằng 3/6 đúng không? Xác suất nó bằng 3/6. Vậy thì áp dụng công thức nhân xác suất thì ở trong trường hợp này đó là biến cố A nó xảy ra trước các em. Thì mình có là BA nhân cho BB với điều kiện A. Đấy. Thì cái bài này thì có bạn cũng giải theo cái cách là tổ hợp chỉnh hợp cũng được các em. Đấy, tổ hợp chỉnh hợp cũng được. Đó. Tức là ở đây đó mình làm theo kiểu không gian mẫu đó thì ở đây là N omega. Làm cách 2 ha, cái này gọi là cách 2 nè. Là mình không cần áp dụng công thức nhân xác suất này. Cách 2 thì N omega thì mình lấy ra hai lần, lần đầu thì mình lấy có 7 cách lấy, lần thứ hai mình có 6 cách lấy thì này là 42 đúng không? Rồi còn biến cố A giao B của mình đó tức là cả hai lần đều màu đỏ hết á. Thì lần đầu màu đỏ là nó có 4 cách lấy. Lần thứ hai màu đỏ nữa có 3 cách lấy thì bằng 12. Thì xác suất của biến cố A giao B này thì nó sẽ bằng là xác suất là 10 12 chia 42 đúng không? Chia 42. 12 đương nhiên chứ 2 thì nó bằng bao nhiêu? Bằng 2/7 mà. Ở trên là đơn giản tử và mẫu cho 6 hết. Ở trên đơn giản cho 6 rồi được 2. Thì chia cho 6 được 2 và dưới đây chia cho 6 được 7 và 2 bằng 7. Đấy thì cái này mình làm theo kiểu không gian mẫu hay là xác suất của biến cố cổ điển đó. Đúng không? Áp dụng tổ hợp chỉnh hợp vô giảng giải được ha các em, giảng giải được. Đấy. Tuy nhiên thì nếu mà mình có một cái bài toán mà nó hỏi lằng ngoằng, nó hỏi biến cố này rồi xoay qua nó hỏi xác suất biến cố kia, vậy thì mình phải làm theo công thức này để mình mới tính được cái phần sau. À. Chứ còn làm phần trước này thì mình tính tới đây là mình có thể làm nhiều cách. Và mình vận dụng cái công thức này mình có thể tính những cái phần sau nữa, không? À. Thì trong cái bài này. Đó. Thì bây giờ tới cái ví dụ tiếp theo là bò 1.25, một bạn đọc cho thầy ví dụ 1.25 đi. Lê Kiều Trinh này. Đọc cho thầy ví dụ 1.25. Lê Kiều Trinh này không có trong ghi vô sổ đầu bài nha. Học mà không theo dõi bài thầy kêu mà không trả lời vậy là coi như là tự động rồi vắng mặt nha.
Mai Ngọc Trâm. Dạ có em ơi, tại bên em bị lắc không nghe rõ gì kia. Vậy hả? Rồi đọc đi em. Vậy là bạn Kiều Trinh đọc đi. Đó hay là một chuồng có 5 con gà trống và 7 con gà mái. Người ta bắt ngẫu nhiên lần lượt 2 lần, mỗi lần một con để bán tính xác suất. A, cả hai con đều là gà mái. B, con bắt lần thứ hai là gà mái. Rồi thầy cảm ơn. Cái này cũng thực hiện 2 lần đó nha. 2 lần nha. Thì bây giờ bắt 2 lần. Giống như kiểu mình lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 lần không còn lại đó, thấy không? Không còn lại thì nó liên quan đến cái chỉnh hợp, phải không? Chỉnh hợp chứ không phải chỉnh hợp lập nha. Đó thì mình có thể làm theo cái cách thầy vừa nói với em là cách hai này cũng được. Bây giờ mình làm theo cách mà công thức xác suất, công thức nhân xác suất ha. Thì ở đây mình gọi A là biến cố là con gà bắt ra lần đầu gà mái. B là biến cố con gà bắt ra lần thứ hai gà mái luôn. Đúng chưa? Đấy. Thì ở đây mình có hai biến cố. Biến cố A B là cả hai con đều gà mái nè. Tức là mình cần tính xác suất của biến cố A do B, đúng không? A do B. Đấy. Thì bây giờ ở đây là con các bắt ra lần đầu vậy thì là gà mái, vậy thì biến cố A nó xảy ra trước, đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tính xác suất của biến cố A do B thì bằng là xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A. Đấy. Thì nó bằng là 7/12 chia cho 6/11. Biết vì sao mà cái này bằng 6/11 không em? Bạn Kiều Trinh trả lời cho thầy cái này tại sao bằng 6/11. Có nghĩa là mạng nó bị lắc nữa hả? Thôi bạn khác trả lời đi, bạn Mai Ngọc Trâm. Biết tại sao cái này bằng 6/11 không em? Dạ. Em đây, trong cái chuồng gà mình là 5 gà trống, 7 gà mái đúng không? Dạ. Đây thì gọi A là biến cố con gà bắt ra lần đầu gà mái thì xác suất biến cố A là 7/12 đúng chưa? Dạ đúng. Rồi tại sao xác suất biến cố B với điều kiện A là 6/11? Dạ tại vì trừ gà trống nữa thôi. Hả? Giải thích gì? Lần thứ hai bắt được gà mái là nó chỉ còn 11 thôi. Đúng rồi. 11 con mà trong đó có mấy con gà trống mấy gà mái? 5 con gà trống mình. Rồi mấy gà mái? 7 gà mái. Đâu A xảy ra rồi. A xảy ra rồi sao mà còn 7 gà mái được? 6, còn 6. Đúng rồi, còn 6 gà mái đúng không? Rồi 6 gà mái trong tổng số 11 con cho nên là xác suất bắt gà mái là bằng 6/11. Rồi các em hiểu chỗ này chưa? Đây, thầy nhắc lại nè. Với điều kiện A có nghĩa là mình đã bắt ra một con gà mái rồi đúng không? Thì trong cái chuồng của mình lúc này nó còn 11 con, trong đó có 6 gà mái. Vậy thì xác suất bắt được gà mái tiếp tục là 6/11. Có hiểu chỗ này chưa? Em phải hiểu được cái chỗ này nè mình mới áp dụng xuống dưới đây được. Đó, thì bây giờ mình áp dụng công thức nhân xác suất. Thì xác suất của biến cố A giao B nó sẽ bằng xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A và thế số vào thì được 7/22. Đó. Thì chỗ này nếu mà chúng ta giải theo kiểu của công thức cổ điển đó, thì cũng được các em. Giải theo cái xác suất cổ điển thì cũng được. Tức là cái không gian mẫu của phép thử lúc này đó, mình lấy hai lần thì lần đầu là nó có 12 cách lấy đúng không? Mình ghi không gian mẫu, số phần tử của không gian mẫu đi. Thì do mình bắt ra lần lượt 2 lần đúng không? Bắt lần lượt 2 lần trong chuồng này nó có 12 con gà nè. Mình bắt ra lần lượt 2 lần. Không hoàn lại có nghĩa là số cách bắt đó chính là số tổ hợp chập 2 của 12, thấy không? Đấy, là số tổ hợp chập 2 số chỉnh hợp chứ. Số chỉnh hợp chập 2 của 12. Đấy. Thì mình có thể bấm máy tính ra cũng được, thấy không? Hoặc là mình lập luận cái ra. 12 shift C shift nhân với 2. Đấy là 132. Hoặc là mình có thể làm thế này. Tức là lần đầu là bắt ra một con trong 12 con thì nó có 12 cách bắt. Tức là lần thứ hai mình không còn lại rồi, lần thứ hai nó còn 11 con thôi, đúng không? 111 con. 132.
đúng không? Đấy. Và bây giờ đó là mình gọi A là biến cố, A là biến cố cả hai con bắt gà là gà mái hết. À, vậy thì xác NA nó sẽ là gì? Thì trong chuồng này nó có 7 con gà mái thôi, bây giờ lần đầu bắt ra con gà mái thì nó có 7 cách lắc. Lần thứ hai lại tiếp tục bắt ra con gà mái nữa thì nó có 6 cách bắt thôi. Vậy thì xác suất của biến cố A ở đây nó sẽ bằng là 7 nhân 6 tức là chia cho 132 đúng không? Thì ở đây mình sẽ có là 7 nhân 6 là 42. 42 chia cho 132 là bằng 7 phần 22 đúng không? Đấy. Thì nếu mà mình áp dụng công thức nhân xác suất thì cũng đúng thôi. Nhưng mà thầy lưu ý là mình sử dụng công thức này để làm cái gì? Ngoài việc tính xác suất của cái câu này, nó còn dùng để tính các cái câu tiếp theo của nó. Cho nên là vẫn khuyến khích là mình làm theo cách một, tức là dùng công thức xác suất thôi. Đúng không? Thì khi chấm thi thì thấy là có nhiều bạn vẫn giải theo kiểu phổ thông, lên học đại học là giải theo kiểu phổ thông, là giải kiểu này nè, giải phổ thông, phải không? Thì vẫn chấm điểm thôi, em làm đúng mà, thì vẫn chấm điểm thôi. Nhưng mà em làm đúng câu trên nhưng mà câu dưới không đúng thì phải trừ nửa điểm, nửa phần điểm thôi, phải không? Đấy. Rồi bây giờ ở đây câu B là nó nói là con gà bắt lần thứ hai gà mái. Thì tiết trước chúng ta đã học cái công thức, cái tính chất của xác suất đó là con gà, là biến cố mình muốn tính xác suất của biến cố A nè, mình sẽ tách nó làm hai là A giao B rồi cộng cho gì đây, A giao B ngang đấy. Mình có thể dùng cái này đúng nha, dùng công thức này để mình tính đó. Thì bây giờ nó là con gà bắt ra lần thứ hai gà mái, tức là xác suất của biến cố B đúng không? Mà biến cố B thì mình ở đây thì mình đang tính xác suất biến cố A đúng không? Bây giờ mình muốn tính xác suất biến cố B thì bây giờ mình cũng tách ra như thế, thì nó sẽ bằng là A giao B cộng cho B giao A ngang xác suất đấy. Thì mình đổi vai trò của AB cho nhau thôi, đổi vai trò của AB cho nhau thôi. Cái này chỗ nằm đâu, tính chất xác suất lúc nãy mình tính rồi đúng không? Đấy. Bây giờ mình đổi A thành B, B thành A, thì thằng B nó nhảy ra trước đây, cái thằng A nó AB với BA nó như giống nhau. Còn chỗ này là do mình đổi A thành B và B thành A, cho nên ở trước là B, nhảy sau là A gạch đó. Thì rõ ràng đây mình thế vô thì nó sẽ bằng cái này đúng không? Và từng cái thì mình lại áp dụng công thức nhân xác suất tiếp, thấy không? Cái thằng này là mình nãy mình tính là bằng 7 phần 22 rồi nè, chỗ này tính bằng 7 phần 22 rồi nè, thấy không? 7 phần 22 rồi nè. Đấy, còn phần phần sau này, phần sau này mình lý giải nè. A ngang xác suất của biến cố A ngang là bằng nhiêu? 5 phần 12. Biến cố A là gì? Biến cố A là gì các em? Là con gà bắt ra lần đầu gà mái. Vậy thì biến cố A ngang có nghĩa là gì? Con gà bắt ra lần đầu không phải gà mái thì nó là gà trống đúng không? Thì vậy thì xác suất bắt ra gà trống phải là 5 phần 10 12 đúng không? 5 phần 12. Và với điều kiện A ngang này xảy ra thì cái trong cái chuồng này nó có 11 con và trong đó có vẫn có 7 gà mái như thường đúng không? Vậy thì xác suất để con gà bắt ra lần thứ hai gà mái là gì? 7 phần 11. Đấy. Và mình nhân với nhau thì nó ra 7 phần 12. Đó, thì cái bài toán này đó nó giống như cái bài toán bắt thăm á, giống như bài toán bắt thăm đó em. Thì giả sử là mình có 12 lá thăm, bây giờ mình có 12 lá thăm, trong đó có 7 lá thăm không trúng thưởng, không trúng thưởng, và 5 lá thăm trúng thưởng, đúng chưa? Đấy, bây giờ có hai người, mỗi người lần lượt bắt một lá thăm, bắt một lá thăm lần lượt ha, bắt một lá thăm mà
mà không có hoàn lại, nghe chưa? Mô hình này có nghĩa là không hoàn lại đó. Thì bây giờ là xác suất người thứ nhất trúng thưởng là bao nhiêu? Bao nhiêu? Và xác suất người thứ hai trúng thưởng là bao nhiêu? Đấy, thì bạn nào trả lời được? Lê Thị Hoàng Uyên. Dạ. Em đọc cái đề lên này. Thầy là có 12 lá thăm. có 12 lá thăm, trong đó có 7 7 thăm. trăm 7 có thăm. 7 thăm không trúng thưởng và 5 lá thăm trúng thưởng. Có hai người, mỗi người lần lượt bắt một lá thăm. Xác suất người thứ nhất trúng thưởng là Xác suất người thứ hai trúng thưởng là bao nhiêu? Em làm được không? Người thứ nhất trúng thưởng là bao nhiêu? Xác suất là bao nhiêu? hay là cái số người chúng thưởng Có 12 lá thăm mà trong đó có 5 lá thăm trúng thưởng à. Vậy xác suất trúng thưởng là bao nhiêu? hay là Cứ suy nghĩ nói đi, nào cái sai thì sửa, cái gì đâu. vẫn là năm là năm Người thứ nhất trúng thưởng, xác suất là một số nhỏ, một lớn không nghe em. Xác suất là một số lớn không, nhỏ một, nhớ nha. Đó, bây giờ em trong đây có 12 lá thăm, bây giờ người thứ nhất bắt một lá thăm này có mấy cách bắt? con 12 12 cách bắt, tức là không gian mẫu là 12 đúng chưa? Mà có bao Dạ. nhiêu cách bắt mà nó trúng thưởng? Có bao nhiêu cách bắt trúng thưởng? Hay là có 5 5 cách Thì xác suất nó 5 phần 12 đúng chưa? 5 bắt. phần 12. Như là xác suất cái người thứ nhất mà bắt mà trúng thưởng là 5 phần 12 này. Đấy. Vậy thì liệu xác suất của người thứ hai trúng thưởng có phải là 5 phần 12 hay không? Dạ Đó. không. Mình phải lý giải cái chỗ này, cái mình lý giải thì mình phải giải, mình phải gọi tên biến cố, gọi A là biến cố là người thứ nhất trúng thưởng, nha chưa? Người thứ nhất trúng thưởng. Các em theo kịp không ạ? Các bạn khác theo kịp không? Rồi biến cố B là người thứ hai trúng thưởng. Người thứ hai trúng thưởng. Thì bây giờ mình có là xác suất của biến cố A là 5 phần 12 là lúc nãy mình tính rồi nè. Và xác suất của biến cố B với điều kiện A là nhiêu em? Có ai tính được cái thề không? Để thầy gọi tên một bạn khác. Ngô Minh Đức. Ngô Minh Đức ơi. Dạ không thầy. Không là gì? Đức không có hả? Dạ không biết thầy. Gì vậy? Không biết, em đọc là cái đề em thầy coi. Có 12 lá thăm, trong đó có 7 lá thăm không trúng thưởng và 5 lá thăm trúng thưởng. Có hai người, mỗi người lần lượt bắt một lá thăm. Tới số thứ nhất trúng thưởng là Tới số thứ hai trúng thưởng là Rồi bây giờ thì gọi A là biến cố người thứ nhất trúng thưởng, thì xác suất của biến cố A là 5 phần 12, em hiểu chưa? Dạ hiểu. Rồi bây giờ xác suất của biến cố A với điều kiện B với điều kiện A là sao? Bây giờ là trong cái hộp này, giả sử có 12 lá thăm, bây giờ người thứ nhất là bắt một lá thăm rồi, vậy thì còn mấy lá thăm em? Dạ hay là còn 11. 11 mà bây giờ đây A xảy ra nè, biến cố A xảy ra nè, em thấy không? Biến cố A xảy ra có nghĩa là đã bắt được thăm có trúng thưởng hay không trúng thưởng. Dạ hay có. Có trúng thưởng vậy thì còn mấy lá thăm trúng thưởng? Dạ hay là còn
bốn bốn nghe không? Vậy thì với điều kiện A này xảy ra thì có nghĩa là trong cái thùng của em á là nó còn 11 lá thăm đúng chưa? Dạ. Còn 11 lá thăm và trong đó có 4 lá thăm trúng thưởng à. Phải Dạ. không? Phải không? Đó, với điều kiện A này xảy ra có nghĩa là trong cái thùng mà nó là nó có 11 lá thăm mà trong đó có 4 lá thăm trúng thưởng. Vậy thì xác suất để người thứ hai này bắt thực thăm trúng thưởng là như với điều kiện A này là Lẽ phải hay là là 4 phần 11. 4 phần 11 đó. À, em làm được, phải không? Chứ không phải không làm được, phải không? Mình phân tích kỹ kỹ là làm được thôi. Hiểu chưa? Đó. Rồi bây giờ thầy lại hỏi em thêm câu nữa ha. Cố gắng trả lời giùm thầy nha. Biến cố A ngang là bằng bao nhiêu? Dạ, hay là 7 phần 12. Rồi đúng rồi. Đó. Thầy thấy là em có khả năng làm được, đúng không? Rất tốt nè, đúng không? Rồi bây giờ thầy lại hỏi em thêm câu nữa ha, được không? Hỏi em thêm Dạ. câu ha. Rồi bây giờ B với điều kiện A ngang em làm được không? Biến cố B với điều kiện A ngang em làm cái này được không? Dạ, hay là 6 phần 12, 6 phần 11. 6 phần 11 chắc chứ? Dạ. B là phải trúng thưởng không em? B là phải trúng thưởng không? Dạ phải. À, B là người thứ hai trúng thưởng đúng không? Nhưng mà với điều kiện A ngang có nghĩa là người thứ nhất không trúng thưởng. Đấy, bây giờ em coi tưởng tượng coi, người thứ nhất không trúng thưởng có nghĩa là người thứ nhất bắt được cái lá thăm nào? Dạ hay là không trúng. À, không trúng như vậy thì trong cái hộp này mình còn mấy lá thăm em? Dạ hay còn 11. Mà có mấy lá thăm trúng thưởng? Dạ hay 5. Thì cái này xác suất này chỉ có 5 phần 11 thôi nghe ha. Em hiểu Dạ chưa? dạ Xác suất Dạ này chỉ có hiểu. 5 phần 11 thôi chứ không phải 6 phần 11 như em nói lúc đầu đâu ha. Rồi. Rồi các em hiểu rồi đúng không? Rồi, bây giờ thầy cảm ơn Hoàng Đức nha. Bây giờ mình sẽ sang tiếp nè. Bây giờ mình muốn tính xác suất người thứ hai trúng thưởng, tức là xác suất của biến cố B đúng không em? B là lúc nãy mình tách ra làm hai trường hợp là BA cộng cho xác suất của biến cố BA ngang đúng không? Phải vậy không? Đấy. Là cái tính chất là lúc nãy mình học rồi nè các em. Tính chất này mình học rồi nè. À, đâu rồi, tính chất nè, tính chất xác suất nè. Đúng chưa? Tính chất này nè. Nè thầy nhắc lại tính chất này chút nha. Đây, tính chất cuối cùng này em thấy không? BA ngang, BA ngang. Có phải này không ta? À, xác suất của biến cố A bằng A giao B, xác suất của biến cố A giao B cộng cho xác suất của biến cố A giao B ngang. Nhớ chưa? Đó. Là công thức này nè, công thức này nè, công thức này nè. Nhưng mà công thức này mình đổi vai trò AB cho nhau thì nó ra cái gì? Một bạn trả lời cho thầy coi, ví dụ như công thức chỗ thầy khoanh này nè. Mà mình đổi A thành B, B thành A thì nó thành cái gì đây? Đây là bạn Chí Khang, Nguyễn Chí Khang nói giùm thầy coi. Chỗ công thức là thầy đóng khung này nè. Bây giờ nếu mình đổi A thành B, B thành A thì thành cái gì đây? Rồi đọc cho thầy biết nha. Được không em Khang? Dạ không nghe ơi. Để bây giờ chỗ chỗ công thức này em đọc lại công thức này cho thầy coi. Đọc lại thầy coi. Dạ thầy, BA bằng B BA là gì? AB. BA là mình đọc thành gì? Xác suất của biến cố A. Suất của biến cố A bằng xác suất AB cộng xác suất của AB ngang. Rồi, bây giờ đổi A thành B. Đổi chữ A thành chữ B thì mình ghi thành cái gì? Xác suất của B Bằng cái gì? bằng Chỗ này mình đổi A thành B, B thành A thì thành gì em? Cái này thành BA. nè. Đúng rồi, BA. BA với AB nó bằng nhau không? Thầy là bằng. Rồi, còn chỗ này nếu mà đổi A thành B thì thành gì? Thầy là B cộng A ngang. Đâu, cái này đâu, BA BA. ngang. BA ngang, đúng không? BA ngang, BA ngang. Được chưa? Hả? Thì em nhớ con đọc công thức này lại cho thầy coi, đọc công thức này coi. Xác suất của biến cố Thầy B bằng gì? là bằng xác suất của BA cộng xác suất của BA ngang. BA thì mình có thể ghi thành là xác suất của biến cố AB được không? Dạ được. Tại vì AB là có tính chất giao quán đúng không? A giao B là có tính chất giao quán đúng không? Đấy.
Thì bây giờ mình đảo lại cái bài tập của mình luôn đây nè. Bây giờ thầy ghi thành xác suất biến cố B thì bằng xác suất của biến cố BA cộng cho xác suất của biến cố BA ngang, đúng chưa? Đúng chưa? Đó. Thì bây giờ mình áp dụng công thức nhân xác suất vô đây nha các em. Công thức nhân xác suất mình mới vừa học đó thì nó sẽ bằng là BB BA chứ, BA nhân cho BB với điều kiện A. Bây giờ công thức mình nhân xác suất mình mới vừa học ở đây nè em. Đấy, công thức nhân xác suất mình mới vừa học trên đây nè, được không? BAB hay là BBA thì nó cũng như nhau thôi, đúng không? Đấy. Tức là cái AB chỗ này mình viết thành AB hay chỗ mình viết thành BA đều được hết, đúng không? Thì nó sẽ có hai công thức là nếu mà biến cố A xảy ra trước á, thì mình dùng công thức ở phía dưới này nha. Là bằng xác suất của biến cố A nhân xác suất của biến cố B với điều kiện A, đúng chưa? Đây. Thì mình nó bằng là xác suất của biến cố A nè. Rồi nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A, đúng chưa? Đấy, rồi chỗ này xuống đây. Ở bên đây là mình lại tiếp tục áp dụng công thức nhân xác suất luôn. Thì ở đây biến cố A ngang nó xảy ra trước, cho nên mình ghi BA ngang nhân cho BB với điều kiện A ngang, đúng chưa? Đó. Rồi bây giờ tất cả đều có số hết rồi, mình thế vô. Thấy không? Mình thế vô. Đấy. Thì bây giờ cái BA của mình là 5 phần 12 đúng không? 5 phần 12. Rồi BB với điều kiện A là bằng 4 phần 11. 4 phần 11. Rồi cộng tiếp. BA ngang là bằng 7 phần 12 đúng không em? 7 phần 12. Rồi nhân cho gì đây? BB với điều kiện A ngang là phải bằng 5 phần 11 không? 5 phần 11. Rồi bây giờ em lấy máy tính em bấm cho thầy cái này coi. Cái nào có là thừa số chung em? Thừa số chung là 5 phần 12 thừa số chung được không? 5 phần 12 là thừa số chung nè. Ở đây có 5 phần 12 đây. Lấy 5 này chia cho 12 là 5 phần 12 là thừa số chung. Thì ở đây nó còn là 4 phần 11 cộng cho 7 phần 11 phải là bằng 1 không em? Hai thằng này cộng lại phải bằng 11 phần 11 là bằng 1 đúng không? Mà 1 nhân cho 5 phần 12 thì vẫn là 5 phần 12 đúng không? Bằng 5 phần 12. Đấy, thì em thấy con số này với cái con số trên đây nó bằng nhau chưa? Điều này có nói lên cái vấn đề gì nghe em? Điều này nói lên vấn đề gì? Tức là mặc dù người nào bắt thăm trước hay là bắt thăm sau gì đó thì cái xác suất trúng thăm nó đều như nhau hết, đúng không? Cái này là xác suất trúng trúng thưởng là 5 phần 12 nè, ở đây xác suất của người thứ hai bắt bắt thăm cũng là 5 phần 12. Mặc dù cái việc bắt thăm này là gì? Không hoàn lại. Thấy không? Bắt thăm không hoàn lại. Đó. Cho nên là trong một cái cuộc mà người ta ví dụ như người ta nói là bắt thăm trúng thưởng đây, bắt thăm trúng thưởng đây. Bạn nào ưu tiên bắt trước thì người bắt trước bắt sau bắt giữa gì xác suất nó trúng thăm đều như nhau hết. Các em lưu ý không, qua cái bài học xác suất này là em sẽ thấy được một cái vấn đề thực tế trong cuộc sống là như thế. Nhưng mà nhiều người ta vẫn không tin cái điều đó em, người ta vẫn tranh nhau, người ta bắt trước bắt thăm trước. Thì về mặt khoa học thì cái xác suất là như nhau hết, nhưng về mặt tâm linh thì có người người ta tin là bắt trước nó may mắn à. Phải không các em? Đấy. Thì mình cũng lưu ý cái vấn đề đó ha. Đấy, cho nên là việc là bắt thăm trước rồi bắt thăm sau gì là như nhau. Cái tình huống như thế này các em. Cái BB này có nghĩa là gì? Có nghĩa là xác suất người thứ hai trúng thăm với điều kiện mình không biết thông tin gì cả. Cái này là với điều kiện không biết thông tin gì cả nè. Thấy không? Giả sử như hai anh này đều bắt thăm hết, anh thứ nhất anh bắt thăm mà anh không có dở thăm ra. Có nghĩa là cái người thứ hai đâu biết thông tin gì đâu đúng không em? Anh không dở thăm ra mà anh đút túi quần anh về. Đúng không? Về nhà anh mới mở. Trong khi cái anh B này lại tiếp tục bắt thăm nhưng mà ảnh ảnh lại mở tại chỗ đó. Tại chỗ bắt thăm. Đúng không? Thì cái xác suất của biến cố B này em hiểu là gì? Là xác suất để người thứ hai trúng thưởng với điều kiện không có biết thông tin nào cả. Mà nếu mà không biết thông tin thì mình sẽ bao quát cái khả năng đúng không em? Bao quát cái khả năng là người thứ nhất trúng thăm này, cái này người thứ nhất trúng thăm, và cái khả năng thứ hai là người thứ nhất không trúng thăm. Vậy thì mình phải bao quát hết đúng không? Tại vì mình không biết cái thông tin thì mình sẽ bao quát hết, cho nên mình tính ra cái xác suất nó sẽ là 5 phần 12. Đấy. Còn còn cái chỗ này là tại sao nó là 5 phần 11? 5 phần 11 là ở đây là với điều kiện anh ta biết thông tin rồi. Anh ta đã biết thông tin rồi, em thấy ở đây là sẹt A ngang không? Sẹt A ngang.
tức là anh B này nó biết thông tin là người người thứ nhất không trúng thăm mà không trúng thưởng rồi, cho nên là xác suất của ảnh là cao hơn 5 phần 11. 5 phần 11 so với 5 phần 12 này lớn hơn đúng không? Nhưng mà nếu như anh ta biết được thông tin người thứ nhất trúng thăm thì cái khả năng của anh ta là trúng thăm là giảm xuống. Đó là 4 phần 11. 4 phần 11 này nó nhỏ hơn 5 phần 12 đó nha. Đó, thì qua cái công thức nhân xác suất này các em sẽ rút ra một cái bài học là gì? Trong việc bắt thăm mà lần lượt không hoàn lại thì xác suất trúng thăm của người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba gì đó là đều như nhau hết. Thấy chưa? Đó là bài học thực tế mình rút ra trong cuộc sống đó. À, có bạn nào có câu hỏi gì không ạ? À, nếu chúng ta không có câu hỏi gì thì mình học tiếp nha. Rồi. Đấy, thì đây là cái công thức lúc nãy là công thức nhân của mình, đó là công thức nhân cho hai biến cố nha. Hai biến cố, bây giờ mình mở rộng công thức nhân cho nhiều biến cố nè. Mở rộng công thức nhân cho nhiều biến cố, tức là mình muốn tính xác suất của biến cố A1, A2 đến AN giao nha. Các bạn nào mà mở mic thì nghe tiếng ồn nha. Nhắc bạn giùm thầy coi các em, ai ai mở mic mà có tiếng ồn. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố ha. Thì xác suất của biến cố A1 nè, giao với A2, giao dần dần đến AN, thì xác suất của nó sẽ bằng xác suất của biến cố A1 nhân cho xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1, rồi nhân cho xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1 A2, rồi nhân dần dần nhân cho xác suất của biến cố AN với điều kiện N trừ 1 biến cố đó đã trước đó đã xảy ra. Thì cái sơ đồ hộp Bollea này thì các em đọc tham khảo thêm giùm thầy, nó chỉ là những cái áp dụng liên tục thôi ha, phân tích từ từ. Thế bây giờ mình có một cái ví dụ số 2 là các hai là ví dụ 1.27 này. Bây giờ vào một bạn đọc cho thầy ví dụ 1.27 ha. Còn cái ví dụ 1.26 là các em tự tìm hiểu nha. Rồi. Nguyễn Hoàng Búp đọc cho thầy cái ví dụ này em. Dạ. Một lô hàng có 9 sản phẩm giống nhau. Mỗi lần kiểm tra, người ta chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Kiểm tra xong, trả sản phẩm lại lô hàng. Tính xác suất để sau 3 lần kiểm tra, 9 sản phẩm đều được kiểm tra. Rồi, thầy cảm ơn em. Dạ. Thầy mở cái giáo trình này bằng cái trình duyệt khác rồi nó người viết trực tiếp vô rồi. Này, ví dụ 127 rồi. Này viết trực tiếp vô được. Màu xanh này. Đó, thì bây giờ em thấy là bây giờ ở đây là 9 sản phẩm giống nhau không? Mỗi lần kiểm tra thì mình chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Đó, bây giờ yêu cầu là bây giờ sau 3 lần kiểm tra. 3 lần kiểm tra có nghĩa là lần thứ nhất mình lấy ra 3 sản phẩm. Mình kiểm tra xong cái mình để vô lô hàng. Đúng chưa? Rồi lần thứ hai mình lại tiếp tục lấy ngẫu nhiên ra 3 sản phẩm, bắt đầu mình kiểm tra xong cái mình để lại lưu hàng tiếp, rồi cái lần thứ ba mình cũng làm tương tự như vậy thì mình được 3 lần kiểm tra đúng không, và mỗi lần đều kiểm tra 3 sản phẩm hết đúng không. Thì bây giờ mình sẽ đặt AI là biến cố là kiểm tra lần thứ y rồi gặp toàn sản phẩm mới, tức là chưa được kiểm tra đó. Thì bây giờ mình sẽ làm sao, mình cần tính xác suất là lần thứ nhất là 3 sản phẩm mới, lần thứ hai 3 sản phẩm mới và lần thứ ba 3 sản phẩm mới, tức là mình tính xác suất của biến cố cái này chưa gì nó bị viết rồi. Tức là mình tính xác suất của biến cố A1 nè,
giao A2 cho A3 đúng không? Đó, thì bây giờ mình có rõ ràng là xác suất của biến cố A1 bằng 1. Bởi vì sao? Bởi vì lô hàng toàn là sản phẩm chưa được kiểm tra thôi. Bây giờ mình lấy ra kiểu gì thì đều được 3 sản phẩm chưa được kiểm tra, thấy không? Là cái biến cố A1 là biến cố chắc chắn. Đúng chưa? Nhưng mà khi mà A1 xảy ra có nghĩa là trong cái lô hàng này đó là nó có 6 sản phẩm chưa được kiểm tra và 3 sản phẩm đã được kiểm tra rồi. Mình đã mới thảy vô đó, đúng không? Đấy, cho nên là xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 là bằng cái gì? Mình lấy 3 sản phẩm trong số 6 sản phẩm chưa được kiểm tra nè. À, lấy 3 sản phẩm trong số 6 sản phẩm chưa được kiểm tra. Đúng chưa? À, và mình chia cho số cách lấy là số 3 sản phẩm trong số 9 sản phẩm. Đấy, như vậy thì ở đây là xác suất của mình là bằng 5/21. Đấy, thì vậy thì cái A1, A2 đã xảy ra rồi. Có nghĩa là mình đã kiểm tra đúng 6 sản phẩm rồi. Và mình đã đẩy vô lô hàng lại thì lúc này trong lô hàng lúc này nó nếu như A1, A2 xảy ra rồi đó, tức là trong cái lô hàng nó còn cũng còn 9 sản phẩm đúng không em? Nhưng mà nó lại có là 6 sản phẩm kiểm tra rồi, còn 3 sản phẩm chưa được kiểm tra thôi. Cho nên để lần thứ 3 mà kiểm tra được 3 sản phẩm mới, tức là 3 sản phẩm mới này mình sẽ lấy trong số 3 sản phẩm mới còn lại trong lô hàng luôn. Đấy, thì bằng 1/84. Và mình áp dụng công thức nhân xác suất. Áp dụng công thức nhân xác suất nè. Thấy không? Nhân xác suất cho 3 biến cố thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố A1 nhân cho xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 và nhân cho xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1 A2. Rồi mình nhân vô. Đấy. Thì trong cái bài tập với chương 1 nó có một cái bài giống giống như vậy, tức là nó mình có chín cái vé mà có 3 vé trúng thưởng rồi, bây giờ mình chia 9 vé đó là đều nhau cho 3 người. Mỗi người 3 vé đúng không? Rồi tính xác suất cả 3 người này được trúng thưởng. Thì nó giống như cái bài này. Nó tương tự như bài này chứ. Tương tự như này. Thầy nêu cái đề bài lên ha. Tức là có 9 tấm vé số. Rồi bây giờ mình có 9 tấm vé. Vé số. Và trong đó có 3 vé trúng thưởng. Cái này không bắt thăm nữa mà mình chia nghe, chia đều cho 3 người. Chia đều thì mỗi người được 3 vé đúng không? Chia đều cho 3 người. Rồi tính xác suất cả 3 người đều trúng thưởng. Rồi thầy ghi chữ hơi vối vô. Cái này viết ở trong bảng nên nó khó viết kìa. Cho rõ được. Đấy. Thì bây giờ mình chia đều 3 tấm vé số này cho 3 người, 9 tấm vé số này cho 3 người ha, có nghĩa là mỗi người được 3 tấm vé. Rồi về tính xác suất là cả 3 người đều được trúng thưởng. Tức là mỗi người đều có 1 tấm vé trúng và 2 tấm vé trật đúng không? Đấy. Ý như thế. Thì để làm bài này đó thì em phải đặt AI là biến cố người thứ y có đúng một vé trúng thưởng. Đấy, mình sẽ đặt AI là cái biến cố người thứ y có đúng chữ y, chỗ này thứ y có đúng một vé trúng. Đấy, thì bây giờ cái y này nó bằng 1 2 3 đấy em, 1 2 3. Bây giờ thầy lại hỏi các em là xác suất của biến cố A1 là bao nhiêu, ai tính được chuyện này. Bây giờ thầy hỏi là bạn Nguyễn Minh Nhất vô chưa em? Nguyễn Minh Nhất có ngồi đây không? Có em ơi, Nguyễn Minh Nhật ơi. Nguyễn Minh Nhật hả?
Thì nhớ thì thấy như em chưa có làm bài kiểm tra một đó nghe. Dạ, nãy mới làm xong luôn thầy. À, làm xong luôn hả? Rồi để bây giờ em trả lời câu hỏi cho thầy ha. Bây giờ chỗ này nè, em đọc cái đề gõ chưa? Nếu không gõ mình đọc lại ha, đọc lại thầy coi. Có 95 vé số, trong đó 3 vé trúng. Trúng thưởng. Chia đều cho 3 người, tính xác suất cả 3 đều trúng thưởng. À. Ở đây thầy đặt ai là biến cố người thứ y có đúng một vé trúng thưởng ha. Y bằng 1 2 3, em tính được xác suất biến cố A1 không? A1 có nghĩa là người thứ nhất có một vé trúng thưởng và hai vé không trúng thưởng. Em tính được cái xác suất này không? Một trên ba hay vậy? 1 phần 3 hả em? Không đúng rồi, không đúng rồi. Bây giờ thầy hỏi em tiếp ha. Tại vì em trả lời chưa đúng, bây giờ thầy hỏi lại nè. Bây giờ là em chia cho người thứ nhất là mấy vé? Mấy vé? Chia đều mà. Chia đều cho ba người, người ba vé. Thì bây giờ có nghĩa là người thứ nhất nhận được 3 vé đúng không? Mà trong tổng số đây là có mấy vé, tổng cộng mình có mấy vé đây em? 9 vé. 9 vé, bây giờ mình chia cho 3 vé, tức là mình lấy ra 3 vé và chia cho người thứ nhất đúng không? Thì có mấy cách lấy? Là C mấy em, C mấy? C3 của mấy? À, C3 của 9, đúng chưa? Đúng chưa? Rồi, bây giờ A1 này có nghĩa là người thứ nhất này nó có một vé trúng thưởng và hai vé không trúng thưởng đúng không? Đúng không? Đúng. À, bây giờ một vé trúng thưởng này là em lấy trong số nào? Em lấy trong số nào? Ba vé trúng thưởng. À, như vậy thì em lấy một vé trong số 3 vé trúng thưởng thì phải là C13 không? C13. Một của ba. À, đúng rồi. Rồi sau đó em lấy hai vé trong số mấy vé không trúng thưởng? C2 của À, 6. C2 của 6, đúng chưa? C2 của 6 là lúc lúc này nó sẽ bằng con số này nè. Đấy, mình lấy máy máy tính mình bấm ra giùm thầy coi. Bấm giùm thầy ha. Bấm được không? Rồi nếu mà bấm không được thì mình cứ để đây. Mình cứ để đây. Lát rồi mình bấm sao. Đấy. Rồi bây giờ A1, A2. Bây giờ thầy muốn tính xác suất biến cố A2 với điều kiện A1 các em. Đấy. Rồi bây giờ thầy hỏi một bạn khác. Thầy cảm ơn bạn Minh Nhật nha. Rồi bây giờ thầy nhờ bạn Nguyễn Thị Hạnh. Nguyễn Thị Hạnh có mặt không ạ? Dạ có. Bây giờ em tính được cái này không em? Xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 em tính được không? Là C12 Không, cái mẫu nữa nè. nhân cho À, cái mẫu C12, C12 tử em tính trước phải không? Rồi nhân cho mấy? C26 thôi. 26 hay 24 nè. Rồi bây giờ mình phân tích nè, phân tích nè. Bây giờ A1 xảy ra có nghĩa là mình đã lấy ra mấy vé nè, lấy ra mấy vé. Ba vé là À, trong đó lấy có ra một ba viên vé trúng. thì còn mấy vé? Ba vé thì còn 6. 6 vé, bây giờ mình lại tiếp tục lấy 3 vé trong 6 vé cho người thứ hai đúng không? Thì số cách lấy là bao nhiêu? C36. À, C36. Mà trong đây nó phải có một vé trúng phải không? Một vé trúng rồi lấy trong số hai vé trúng còn lại đúng không? Còn lại mấy vé không trúng? Còn lại 4. À, 4 vé không trúng rồi mình lấy hai vé không trúng này trong 4 vé không trúng là phải C24 đúng không? Đúng chưa? Đó. Rồi. Cảm ơn các em. Bây giờ thầy lại yêu cầu các em là tính nha thầy là biến cố A3 với điều kiện A1, A2 là bằng bao nhiêu? Cái này bằng bao nhiêu ai trả lời được? Có bạn nào giơ tay không? Bây giờ thầy gọi bạn Nguyễn Thị Kim Hương đi. Nguyễn Thị Kim Hương đi. Cái này em tính ra được không em? Nguyễn Thị Kim Hương có mặt không em? Dạ có. A1, A2 xảy ra có nghĩa là sao em? Cái này là A1, A2 xảy ra nè. Bây giờ mình đang tính xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1, A2 các em. Đúng chưa? Vậy thì ở đây em Dạ. thấy A1, A2 xảy ra có nghĩa là sao? A1 xảy ra có nghĩa là sao?
Người thứ nhất được 3 vé mà có một vé trúng. Đúng chưa? A1 xảy ra nè. A1 xảy ra có nghĩa là người thứ nhất được 3 vé mà có một vé trúng. Rồi A2 cũng xảy ra có nghĩa là người thứ hai được 3 vé mà có một vé trúng. Vậy là mình đã lấy tổng cộng ra mấy vé rồi? Dạ 3 vé. Đâu? Mình lấy cho người thứ nhất, người thứ hai luôn rồi. 6. 6 vé. Mà người thứ nhất được mấy vé trúng? Dạ 1. Người thứ hai được mấy vé trúng? Dạ 1. Cái gì thì A1, A2 xảy ra có nghĩa là mình đã lấy ra mấy vé trúng rồi em? Dạ 2 vé trúng. Lấy ra 2 vé trúng như vậy thì trong cái hộp của mình còn mấy vé trúng? Dạ 2. Thầy nói lại nè, trong cái hộp của mình là có 9 tấm vé số đúng chưa? Dạ. 9 tấm vé số mà có 3 vé trúng rồi. Bây giờ mình cái người thứ nhất lấy rồi 3 vé, người thứ hai lấy rồi 3 vé, vậy thì mình còn lại mấy vé? 9 vé. Thấy không? Mà người thứ nhất mình phát người thứ nhất rồi, mình phát người thứ hai rồi, vậy mình còn lại mấy vé em? Dạ 3. 3 vé mà còn lại mấy vé trúng? Dạ 1. Nhưng mà mình thấy phát cho người thứ ba này 3 vé mà có một vé trúng luôn thì mình mà mình thì xác suất người thứ ba này nó được như thế là bằng bao nhiêu? Còn 3 vé còn lại mình thảy cho người thứ ba luôn là có mấy cách thảy? Có một cách thôi đúng không? Dạ. Mà cũng có một cách để người thứ ba này có một vé trúng luôn thì phải xác suất bằng 1 không? Xác suất cái này bằng 1 rồi, hiểu chưa? Hiểu chưa? Dạ. Rồi, vậy thì mình áp dụng công thức nhân xác suất, tức là để cho ba người này mỗi người đều có một vé trúng không? Đấy, mình áp dụng công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố này kia. Đó, thì nó sẽ bằng là BA1 rồi nhân cho BA2 với điều kiện A1, rồi nhân cho BA3 với điều kiện A1, A2. Đúng chưa? Công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố á. Đó, thì lúc này nó sẽ bằng cái gì các em? Mình thế số vô thôi, thế số vô ha. Thì lúc này nó sẽ bằng là C13 nhân cho C26 chia cho C39, rồi nhân cho C12 nhân C24 chia cho C36. Rồi cái này là nhân cho 1 tiếp nữa thì nó ra được cái đáp án ở đây. Thấy không? Các em mà bấm máy lên đây. Tính cái gì? Chút nó đi. 11:30 hết giờ. Chờ không được hả? Cái gì? Anh kêu anh làm gì? Rồi các em bấm máy tính tính ra cái kết quả chỗ này giùm thầy chưa ạ? Tính chưa em? Rồi sao không nghe tiếng gì chưa? Nguyễn Huy Hoàng đâu rồi? Nguyễn Huy Hoàng, tính ra giùm thầy chưa? Dạ. Tính bằng phân số, tính kết quả phân số giùm thầy. Đọc cho thầy ghi vô cho bạn chép lại để tham khảo nha. Ra nhiêu em? Thầy bị dặn tính rồi, mấy em không tính gì trơn, em học mà không hợp tác với thầy giáo gì trơn, chết rồi. Thấy không? Học kiểu này thì không được rồi em ơi. 9 phần 28 thôi. Hả? 9 phần 28. 9 phần 28 hả em? Dạ. Rồi thầy cảm ơn em, rồi tốt. Rồi, rồi các em sửa vô ha, rồi nữa đó. Sửa vô nhưng mà mình phải bấm kết quả lại nha. Bấm máy tính lại coi kết quả giống bạn không nha. Thế cái này mình sửa cho mình tham khảo thôi đó.
Đấy, thì cái bài tập này là bài tập cuối chương đó nghe em. Nó cũng có trong ngân hàng câu hỏi thi nữa đó. Rồi bây giờ mình nói sơ lược về cái công thức nhân xác suất tiếp theo nha. Đây là công thức nhân xác suất cho nhiều biến cố nè. Rồi ví dụ 1.27 ha. Rồi ví dụ 1.28 là yêu cầu các em đọc lên thầy nha. Rồi. Ví dụ 1.28. Ví dụ này là yêu cầu các em đọc kỹ giùm thầy, tại vì nó có một cái bài tập tương tự trong ngân hàng câu hỏi giống giống cái này nè. Giống giống cái câu này nè. Em đọc cho thầy ví dụ 1.28 là đọc kỹ giùm thầy. Đọc kỹ. Đọc kỹ ha, bữa sau thầy sửa bài tập rồi thầy có sẽ nói. Còn cái này là đọc đọc tham khảo. Ví dụ 1.29 là cũng nhiều biến cố luôn đó, đọc tham khảo thêm đi. Rồi. Rồi bây giờ mình nói về hai biến cố độc lập đó các em, hai biến cố độc lập ha. Thì thế nào là hai biến cố độc lập? Thì hai biến cố mà nó có cái xác suất của biến cố tích này bằng tích xác suất thì nó gọi là hai biến cố độc lập. Thấy không? Thì xác suất của biến cố tích là xác suất của biến cố A giao B đó, thì bằng xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B. Thấy không? Thì nếu mà nó không độc lập thì chỗ này nó phải là B với điều kiện A đúng không? Nếu mà nó không độc lập á thì nó phải là xác suất của biến cố B với điều kiện A đúng không các em? Đấy, nhưng mà bây giờ đó là lúc này B với điều kiện A, A có xảy ra hay không xảy ra đều không ảnh hưởng đến B hết. Cho nên là chỗ này nó đều là ghi là xác suất biến cố B trong trường hợp độc lập, thì chỗ này nó chỉ ghi là B thôi. Thấy không? Cho nên là độc lập đó là việc A xảy ra hay là không xảy ra nó không ảnh hưởng đến B và ngược lại. Đúng chưa? Đấy. Thì nói vui là giống như kiểu là cái xe buýt mà mấy lần lên, mấy lần hành khách mà mấy lần lên, mấy lần xuống xe buýt thì nó không ảnh hưởng, không có nó độc lập với biến cố là vợ ông tài xế tên gì đúng không? Đấy. Đấy. Thì đó là hai biến cố độc lập đó, thì nói vui như thế. Thì các em hiểu độc lập chưa? Là hai biến cố mà việc xảy ra của biến cố này nó không ảnh hưởng đến biến cố kia và ngược lại. Được chưa? Đấy. Thì xác suất của tích hai biến cố nó sẽ bằng tích các xác suất, là công thức 1.14. Như vậy thì công thức nhân xác suất này em thấy nó phức tạp không? Đó, đầu tiên đó là nó áp dụng cho hai biến cố tổng quát, rồi sau đó nó mở rộng ra cho nhiều biến cố, rồi đầu sau đó là nó áp dụng cho trường hợp hai biến cố độc lập, là nó như thế này, rồi sau đó là nó áp dụng cho nhiều biến cố độc lập là dưới đây. Và ở đây là định nghĩa N biến cố độc lập thì nó hơi phức tạp chút em. Hơi phức tạp là có nghĩa là sao? N biến cố nó gọi là độc lập nếu như việc xảy ra hay không xảy ra của một hay một số biến cố trong đó nó không ảnh hưởng các biến cố còn lại thì nó gọi là N biến cố độc lập. Và công thức nhân cho N biến cố độc lập đó thì xác suất của tích các biến cố này nó bằng tích các xác suất. Thì cái này là phải điều kiện độc lập mới được ha. Điều kiện độc lập nó được không? Còn trong cái ví dụ này của mình là nó không độc lập đâu. Đúng không? Tức là cái A2 nó xảy ra hay không xảy ra nó lại ảnh hưởng đến A1. Đấy. Thì chỗ này nó không độc lập nè. Không độc lập cho nên mình mới có dấu sẹt này nè. Đúng không? Đấy. Nó không độc lập thì mới dùng đó. Còn nếu mà nó độc lập thì khỏi. Đấy. Thì bây giờ mình nghiên cứu các cái ví dụ liên quan đến hai biến cố độc lập ha. Bây giờ nó có hai hộp, lưu ý nè, nó có hai hộp đựng các quả cầu nè, hai hộp đựng các quả cầu. Hộp một đựng 5 quả cầu xanh và 3 quả cầu đỏ, rồi hộp hai thì đựng 2 quả cầu xanh và 6 quả cầu đỏ, đúng không? Bây giờ từ mỗi hộp mình lấy ra một quả cầu thì rõ ràng là quả cầu lấy ra từ hộp một màu xanh với hoặc là màu đỏ thì nó không ảnh hưởng đến quả cầu lấy ra của hộp hai, đúng không? Đấy, thì nó độc lập. Đấy. Thì bây giờ nó nói là hai quả cầu lấy ra cùng màu tính xác suất là hai quả cầu lấy ra cùng màu xanh và hai quả cầu lấy ra cùng màu, không, cùng màu với cùng màu xanh nó khác nhau các em. Hai cái câu này nó khác nhau. Đấy. Thì bây giờ mình gọi AI là quả cầu lấy ra từ hộp thứ Y màu xanh, thấy không? Vậy thì gọi AI thôi. Mà Y này từ 1 2 vậy thì tổng cộng là nó có là biến cố A1 nè, biến cố A2 nè, và hai biến cố này nó độc lập với nhau.
Hai biến cố này nó độc lập với nhau ha. Thế thì em coi lại thì xác suất của biến cố A1 á nó bằng 5/8. Đúng không? 5/8. Xác suất của biến cố A1 là 5/8 và xác suất của biến cố A2 là 2/8. Em coi coi phải không? Cái hộp 1 đó là nó có 5 quả cầu xanh và 3 quả cầu đỏ. Tổng cộng cái hộp 1 này nó có 8 quả cầu đó nha. Hộp 1 có 8 quả cầu đúng không? Bây giờ là mình lấy ra quả cầu xanh. Nó có 5 quả cầu xanh nè. Vậy thì xác suất lấy ra quả cầu xanh từ hộp thứ nhất là bằng 5/8. Đúng chưa? Còn cái hộp thứ hai á là nó có 2 quả cầu xanh và 6 quả cầu đỏ. Có nghĩa là mình lấy ra một quả cầu trong cái hộp thứ hai đó, thì xác suất được quả cầu màu xanh là 2/8. Đúng không? 2/8 nè, thấy chưa? Thì hiển nhiên là 2/8 là 1/4, mà các bạn thắc mắc là tại sao mình không có ghi là 1/4 mà ghi 2/8. Thì viết như thế này để cho các em hình dung ra được liên quan đến cái hộp này, để dễ thấy. Bây giờ mình tính là xác suất hai quả cầu lấy ra cùng màu xanh đó các em. Tức là biến cố A1 giao với A2 đúng không? A1 giao với A2. Nhưng mà hai biến cố này nó độc lập rồi. Cho nên là nó sẽ bằng xác suất của biến cố A1 và nhân cho xác suất của biến cố A2, tức là hai số này mình nhân với nhau là được rồi, đúng không? Đấy. Còn câu B là hai quả cầu lấy ra cùng màu thì nó có khả năng hai khả năng là cùng màu xanh hoặc cùng màu đỏ các em. Cùng màu đỏ là A1 ngang giao với A2 ngang này rồi cùng màu đỏ, thấy không? Cùng màu đỏ. Cùng màu xanh hoặc là cùng màu đỏ. Cùng màu xanh là 5/32, cùng màu đỏ là cái này là bao nhiêu nhỉ? 18/64 không? 9/32 luôn, 9/32 cộng lại là 14/32 chứ. Là 7/16, thấy không? Bạn Duy Ngọc tắt mic rồi. Rồi bây giờ tiếp tục ha các em. Thì cái đây là cái công thức nhân rồi. Tôi nhầm. Đây là nhân xác suất cho hai biến cố độc lập, còn cái ví dụ dưới đây là nhân xác suất cho nhiều biến cố độc lập ấy. Nó có một cái định lý liên quan luôn nè, thấy không? Thì cái ví dụ điển hình cho công thức nhiều biến cố độc lập đó là ví dụ này em. Ví dụ này là ví dụ 1.31 nè. Đó, một bạn đọc cho thầy ví dụ 1.31. Rồi coi bạn Nguyễn Thị Bích Thủy đọc cho thầy ví dụ này đi. Dạ thầy. Ví dụ 1.28, vợ chồng tuyển viên cho tổng giám đốc điều hành công ty tuyển chọn thí sinh. Ủa, đâu phải, xin lỗi. Thầy yêu cầu em đọc ví dụ này nè, mình đang học công thức đọc. À, dạ ví dụ 1.31. Trong một đội tuyển có 3 vận động viên A, B và C thi đấu với xác suất thắng trận lần lượt là 0.6, 0.7 và 0.8. Giả sử mỗi người thi đấu một trận độc lập, tính xác suất để A, đội tuyển thắng ít nhất một trận, B, A thua trong trường hợp đội tuyển thắng 2 trận. Rồi, thầy cảm ơn em. Thì rõ ràng là 3 vận động viên này là thi đấu độc lập với nhau hết, thi đấu độc lập với nhau. Thấy không? Bây giờ mình sẽ gọi tên biến cố như thế này em. Mình gọi A là biến cố vận động viên A thắng nha. Thì biến cố là mình viết là in nghiêng. Còn tên vận động viên là mình viết là nó in nhưng mà không có nghiêng, phải không? Đấy, thì em phân biệt được như thế. Rồi bây giờ A là biến cố vận động viên A thắng, là B biến cố vận động viên B thắng, và C là vận động viên C thắng ha. Đề bài nó cho là A thắng là 0.6 nè, B thắng là 0.7 nè, và C thắng là 0.8 đúng không? Đó, và ABC này độc lập với nhau. Đó. Bây giờ mình sẽ tính xác suất là đội tuyển thắng ít nhất một trận đúng không? Mình sẽ gọi D là biến cố đội tuyển thắng ít nhất một trận. Thì khi đó D ngang là biến cố đội tuyển không thắng trận nào. Mà D ngang có nghĩa là cả ABC đều không không xảy ra. Đúng không? ABC không xảy ra. Vậy thì xác suất của biến cố D thì bằng 1 trừ cho xác suất của biến cố D ngang. Mà D ngang là cái này.
Nhưng mà mình lấy là A1, ABC là nó độc lập nhau. Vậy thì A ngang, B ngang, C ngang nó cũng độc lập với nhau phải không? Độc lập với nhau. Thấy không? Vậy thì mình sẽ tính xác suất bằng tích xác suất. Xác suất của tích bằng tích xác suất. Thì về xác suất của biến cố A là bằng 0,6 nè. Vậy thì A ngang nó là bằng 0,4 phải không? B là 0,7 thì xác suất của biến cố B ngang là bằng 0,3. Và xác suất biến cố C là 0,8 vậy thì xác suất của biến cố C ngang là 0,2. Vậy thì cái này nhân với nhau và lấy 1 trừ của tích cỡ này. Vậy thì xác suất đội tuyển thắng ít nhất một trận là 0,976. Tức là có 97,6% khả năng là đội tuyển có trận thắng. Có trận thắng có nghĩa là có trừ từ một trận thắng trở lên nha. Rồi bây giờ mình nói là biến cố là vận động A thua trong trường hợp đội tuyển thắng hai trận. Vậy thì cái chữ trong trường hợp này có nghĩa là gì em? Là biến cố điều kiện nha. Biến cố điều kiện nó giống như chữ biết rằng vậy không? Nó giống như cái chữ biết rằng không? Thì cái này là biết rằng, có khi nó nói là biết rằng phải không? Biết rằng hoặc là cái này là xác suất điều kiện. Các em ghi chú vô giùm thầy, cái này là xác suất điều kiện. Có cái chữ là trong trường hợp hoặc là chữ biết rằng đó thì nó là xác suất điều kiện, nghe chưa? Mình tính xác suất điều kiện. Rồi bây giờ ở đây là muốn xác suất điều kiện thì nó có hai biến cố nè. Biến cố thứ nhất là biến cố A thua, biến cố thứ hai là đội tuyển thắng hai trận, đúng không? Thì biến cố đội tuyển thắng hai trận là mình đặt tên là biến cố E. Biến cố E là đội tuyển thắng hai trận thì nó xảy ra trong ba trường hợp. Biến cố E nó là đội tuyển thắng hai trận, nghĩa là A thắng, B thắng, C thua, đúng không? Hoặc là A thắng, B thua, C thắng, hoặc là A thua rồi B, C thắng. Đấy, thì biến cố E nó là hợp của ba cái nhóm này. Đó, hợp của ba nhóm này. Vậy thì xác suất của E nó sẽ bằng là tổng xác suất của từng nhóm này, mà từng nhóm này thì các cái biến cố trong cái nhóm này nó độc lập với nhau em. Đấy, ví dụ như xác suất của biến cố A, B, C ngang này nè thì nó bằng xác suất của biến cố A nhân cho xác suất biến cố B nhân cho xác suất biến cố C ngang, rồi mình thế số vô thôi. Thì xác suất biến cố A là 0,6 nè, phải không? Xác suất của biến cố B là bằng 0,7 nè. Rồi xác suất của biến cố C ngang thì bằng 1 trừ cho xác suất biến cố C là bằng 0,2, đúng không? Rồi tương tự như vậy thì xác suất biến cố A nè, rồi xác suất biến cố B ngang nè, rồi xác suất biến cố C nè. Đó, rồi thế số vô mình được cái này. Bây giờ yêu cầu là tính xác suất của biến cố A thua trong trường hợp đội tuyển thắng hai trận, đúng không? A thua là biến cố A ngang nè, đội tuyển thắng hai trận giao với nhau. Thì mình lấy cái A ngang này mình giao với E, mà E là nguyên cái cụm này nè các em. E là nguyên cụm này thì giao lại thì nó còn còn có thằng này thôi, thấy không? Vậy thì A ngang mà giao với E thì nó còn là A ngang BC thôi, thấy không? Đấy, thì mình tính xác suất của A ngang BC này chia cho xác suất biến cố E. Mà xác suất biến cố E mình có rồi, thấy không? Đó, thì nó sẽ bằng cái gì? A ngang là 0,4 nhân cho AB là 0,7 rồi nhân cho C là 0,8, thấy không? Rồi tất cả mới chia cho là xác suất biến cố E là 0,452. Và mình lấy máy tính mình bấm cái này ra, lấy máy tính mình bấm này ra, thấy không? 0,4 rồi nhân cho 0,7 rồi nhân cho 0,8 rồi tất cả mới chia cho 0,452. Đấy, thì nó ra được cái kết quả này 4956, phải không? Không phải 4956. Thầy có chút lưu ý là cái chỗ này là xác suất điều kiện nha các em. Ở chỗ câu B nó yêu cầu tính xác suất điều kiện ha. Đấy. Thì qua những cái ví dụ như thế này đó là nó sẽ cung cấp cho các em những cái tư liệu rất là hay để mà các em làm những cái bài tập. Thấy không? Cho nên là các em phải đọc kỹ mấy cái ví dụ này. Gặp kỹ ví dụ này chỗ nào không biết thì cứ nhắn tin Zalo thầy, thầy ơi cái chỗ này sao em không hiểu gì chứ, thì chụp hình là bây giờ nó rất là thuận tiện chỗ đó thôi các em. Ở trên điện thoại mình chụp màn hình là mình kéo kéo tới cái bài mình coi, cái là mình chụp màn hình là, hoặc là mình chụp hình đó cái trên tài liệu có sẵn đó, mình chụp hình lại rồi mình đánh dấu vào chỗ này em không hiểu rồi thầy giảng cho em, cái chụp gửi qua Zalo thầy giảng, tại vì em hỏi qua Zalo có lợi ích là các bạn khác nó nhiều khi nó không biết, mà nó không biết là nó không biết nữa, cho nên nhiều khi em chụp lên vậy nó mới ngớ kìa, à chỗ này mình cũng không biết đi, và thầy giảng thì các bạn khác cũng học được, là cái đó các em giúp các bạn luôn ha. Rồi
Còn cái chỗ nào tư duyên thì thầy sẽ trả lời một cách tư duyên, thấy không? Chẳng hạn như cũng ngại quá thầy ơi, bây giờ em hỏi riêng thầy bằng tin nhắn Zalo đi, rồi thầy kết bạn với em gọi hỏi họ cũng được, không không có sao hết ha. Thì dự định là hôm nay mình sẽ học hết cái công thức xác suất này nè các em, nhưng bây giờ cũng chưa rồi, không chưa rồi, cho nên là chắc là cái bài kiểm trong tuần này của mình đó là chắc là thầy bỏ cái công thức xác suất đầy đủ này ra để nhập vô tuần sau đi ha. Đấy. Thì là mình có thể xem tài liệu mình làm luôn đi ha, cái này xem tài liệu làm luôn đi, mà không hiểu thì nữa thầy trao đổi. Thì bây giờ thầy chỉ giảng tới cái công thức nhân xác suất thì thôi, còn cái công thức nữa là xác suất đầy đủ này thì sẽ nói sơ lược đi, nói sơ lược đừng cho các em làm bài kiểm tra số 2. Các em nào muốn làm điểm cao thì mình sẽ xem kỹ ha, xem kỹ rồi thầy sẽ nói thêm 10 phút nữa để nói về cái công thức này. Thì cái hệ đầy đủ xác suất là hệ đầy đủ các biến cố là hệ như thế nào, và thế nào là công thức xác suất đầy đủ và công thức 3Z, thấy không? Thì bây giờ mình nhắc lại cái hệ đầy đủ biến cố ha. Hệ đầy đủ biến cố hôm trước là khi học về về biến cố đó thì mình nhớ là cái giữa cái A và A ngang này đó là nó là hai biến cố đối lập. Tức là nó xung khắc nhưng mà nó lấp đầy không gian mẫu. Em nhớ thế nào là nó xung khắc mà nó lấp đầy không gian mẫu thì nó gọi là hệ đầy đủ biến cố. Thì bản thân cái A với A ngang này cũng là hệ đầy đủ biến cố ha. Không? Thì cái hệ đầy đủ biến cố là nó phải từng đôi xung khắc và nó phải lấp đầy không gian mẫu, phải không? Nó phải là hệ nó phải là hệ đầy từng đôi xung khắc nè. Nó phải là, thứ nhất là nó phải là từng đôi xung khắc, phải không? Từng đôi xung khắc thì quét không được gì chứ. Từng đôi xung khắc và mình hợp lại, có nghĩa là mình hợp tất cả biến cố này này nó ra biến cố chắc chắn, tức là nó lấp đầy không gian mẫu em. Nó hệ đầy đủ biến cố là nó phải từng đôi xung khắc và đồng thời là nó lấp đầy không gian mẫu. Và bằng cái ngôn ngữ bằng lời của mình đó, mình phát biểu là gì đây? Hệ đầy đủ cái biến cố là hệ mà khi mà mình tiến hành cái phép thử thì chắc chắn phải có một trong cái hệ, một trong n biến cố trong hệ đó xảy ra. Thấy không? Cái hệ đầy đủ biến cố là hệ GN biến cố, mà khi mà mình tiến hành phép thử đó thì nó phải có chắc chắn một và chỉ một biến cố trong hệ đó xảy ra thôi. Thấy không? Mình dùng một chỉ một có nghĩa là sao? Có nghĩa là không có hai biến cố nào, không có hai biến cố nào cùng xảy ra được. Thấy không? Có nghĩa là hai biến cố bất kỳ lúc nào nó cũng xung khắc. Thấy không? Tức là nó xung khắc từng đôi đó. Nó xung khắc từng đôi và đồng thời hợp của nó là biến cố chắc chắn thì nó là hệ đầy đủ biến cố nghe các em. Đấy thì ở đây có nhiều ví dụ về hệ đầy đủ các biến cố đúng không em? Thì trong cái câu hỏi bài trắc nghiệm số 2 của thầy đó là nó sẽ có những câu hỏi về hệ đầy đủ biến cố luôn em. Thấy không? Cho nên là mình coi lại cái ví dụ này cho kỹ đó. Thì bây giờ mình mới đi vào cái công thức xác suất đầy đủ nè. Công thức xác suất đầy đủ là như thế nào? Bây giờ mình có một cái hệ đầy đủ biến cố là B1, B2 đến BN, phải không? B1, B2 đến BN và một biến cố A, biến cố A bất kỳ, thì xác suất của biến cố A nó sẽ tính theo công thức này. Đấy. Thì bây giờ em nhìn vô cái hình đó, em nhìn vô cái hình nè. Thì xác suất của biến cố A là cái phần màu tím này đúng không? Thì cái này đó là mình muốn tính là cái phần này. À, đầu tiên mình tính phần này chứ. Phần này thì mình ghi là đây. Cái này là B1 giao với A nè các em. B1 giao với A đúng không? Cái phần màu tím thứ nhất này nè là B1 giao với A, thì nó chính là xác suất của biến cố B1 nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B1, đúng chưa? Đấy. Thì cái này nè. Thì cái thằng này nó chính là BA A giao với B1 đúng không? Mình mới vừa học công thức nhân xác suất không đó. Thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố B1 nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B1. Và tương tự như vậy thì cái thằng này cũng vậy nè. Thằng này cũng vậy. Thằng này mình đưa lên đây đi, đây là xác suất của biến cố B2 rồi nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B2, đúng không? Đấy. Rồi tương tự như vậy thì tới đây là cái thằng này thì mình đưa qua đây đi, cái này là xác suất của biến cố BN rồi nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện BN. Đấy. Và mình sẽ cộng hết mấy cái này lại,
cộng hết mày lại thì nó ra xác suất biến cố A đúng không? Vậy thì xác suất của biến cố A nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng xác suất của biến cố B1 nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B1. Rồi cộng cho xác suất của biến cố B2 nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B2. Đúng chưa? Rồi cộng chấm 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 cộng cho xác suất của biến cố BN rồi nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện BN. Đấy, thì nó chính là cái công thức này, các em mình ta viết gọn là cái cộng này nó viết gọn là cái tổng á, y nó chạy từ 1 đến n. Tổng B BI nhân cho BA với điều kiện BI và y chạy từ 1 đến n. Thấy không? Thì công thức này nó gọi là công thức xác suất đầy đủ các em. Công thức này nó gọi là công thức xác suất đầy đủ. Đấy. Thì ở đây là có giải thích chứng minh công thức này. Thì các cái xác suất BA BBI với BA với điều kiện BI thường gọi là các thực hiện khi mà trước khi thực hiện phép thử, mình gọi là xác suất tiền nghiệm đó các. Xác suất tiền nghiệm. Còn cái xác suất BI với điều kiện A này gọi là xác suất hậu nghiệm. Tức là khi mà biến cố A nó xảy ra rồi, mình muốn biết là từng cái BI này á nó sẽ đóng góp vô biến cố A với xác suất là bao nhiêu thì mình gọi là xác suất hậu nghiệm. Bây giờ mình muốn tìm hiểu coi nó như thế này, thấy không? Tìm hiểu thế này. Tức là mình muốn tìm hiểu theo cái xác suất này bằng bao nhiêu. Thì ở đây nó sẽ có cái công thức gọi là công thức 3Z đó, công thức 3Z. Đấy. Thì công thức 3Z này nó sẽ kết hợp với công thức xác suất điều kiện, rồi công thức nhân xác suất, rồi công thức xác suất đầy đủ, nó gom vô đây thì nó ra được công thức 3Z. Đấy không? Đấy, thì ở đây là mình có là BZ với điều kiện A đúng không? BZ với điều kiện A, xác suất của biến cố BZ với điều kiện A nó sẽ bằng xác suất của biến cố ABZ chia cho xác suất biến cố A. Nhưng mà xác suất biến cố A này á, là mình có công thức xác suất đầy đủ ở trên này nè em. Ở trên đây mình thế xuống đi đây, thế xuống đi đây. Vậy thì chỗ BA này nè. Chỗ cái BA này nè. Mình sẽ thay bằng cái gì? Bằng công thức 1.16 ở trên, tức là công thức xác suất đầy đủ. Mình thế vào chỗ này. Thấy không? Còn cái chỗ BA nhân BBA ABZ này đó thì bằng BBZ nhân cho BA với điều kiện BZ, tức là công thức này mình sẽ thế lên đây thì mình sẽ được ra công thức này. Đấy, thì mới gọi là công thức 3Z. Thấy không? Đấy, thì các ví dụ về cái công thức này thì nó có nhiều, chẳng hạn như là ví dụ 3.1.38 là ví dụ đảo là ví dụ bắt thăm đó nghe, thăm trước thăm sau thăm giữa gì đó là nó đều có kết quả như nhau. Thấy không? Tức là chứng minh rằng cách làm trên là công bằng cho cả ba người nè, đúng không? Tức là bắt thăm trước, bắt thăm sau, bắt thăm cuối đều có kết quả là đều như nhau. Thấy không? Thì cái ví dụ 1.38 này nó minh họa là điều đó. Bây giờ ví dụ 1.39 thì cũng là ví dụ minh họa cho về bắt thăm. Thì các em xem lại giùm thầy. Cái này hôm nay thầy có giảng kỹ ở chỗ này. Và một cái ví dụ điển hình cho cái công thức xác suất đầy đủ với công thức 3Z là cái ví dụ 1.40 này các em. 1.40 này thôi mình cố gắng mình phân tích ví dụ 1.40 này thầy ha. Đấy. Thì một bạn đọc cho thầy cái đề này đi. Mình cố gắng tí nữa cho nó xong cái công thức này đặng mình là làm bài trắc nghiệm số 2 ha các em. Bạn Nguyễn Thị Thắm đọc giùm thầy cái đề này cái. Ví dụ 1.40. Thầy là một lô hạt giống gồm làm 3 loại để lẫn lộn, loại 1 chiếm 2/3 số hạt, loại 2 chiếm 1/4, còn lại là loại 3, tỷ lệ nảy mầm của loại 1, loại 2 và loại 3 theo thứ tự là 80%, 70% và 50%. Lấy ngẫu nhiên một hạt từ lô hạt giống. Câu A. Câu A là tính xác suất để hạt giống lấy ra là nảy mầm được. Ý nghĩa của xác suất này đối với lô hạt giống là gì? B. Giả sử hạt giống lấy ra là nảy mầm được, tính xác suất để hạt giống đó thuộc loại 2. C. Là giả sử hạt giống lấy ra là không nảy mầm được, nhiều khả năng nhất là hạt giống đó thuộc loại nào, tại sao? Rồi, thầy cảm ơn em. Thì bây giờ ở đây là cái bài toán này là điển hình cho hai cái công thức là đầy đủ với công thức 3Z đó kìa. Thì bây giờ đầu tiên đó là mình sẽ gọi tên BI. BI là biến cố là hạt giống lấy ra thuộc loại Y.
Thấy không? Và y ở đây bằng 1 2 3 có nghĩa là gì? Hạt giống lấy b bằng y bằng 1 có nghĩa là mình được biến cố B1 đúng không? B1 có nghĩa là hạt giống lấy ra là loại 1. B2 là biến cố lấy hạt giống lấy ra là loại 2. B3 là hạt giống lấy ra là loại 3. Đấy. Và đồng thời là mình có gọi thêm biến cố là A là biến cố hạt giống lấy ra là nảy mầm được đúng không? Hạt giống lấy ra nảy mầm được. Vậy thì xác suất của biến cố A là mình chưa tính được, nhưng mà mình tính được A với điều kiện B1 rồi. A với điều kiện B1. Thấy không? Đây, A với điều kiện B1 là 80% rồi các em. Tỷ lệ nảy mầm của loại 1. Có nghĩa là mình lấy ra một một hạt mà nó thuộc cái loại 1 á, thì xác suất cái hạt đó nảy mầm là 80%. Thấy không? Tức là 0,8. Thì là em thấy ở đây là để là xác suất của biến cố A với điều kiện B1 là 0,8 này các em. Thấy không? Còn ở đây là hạt giống lấy hạt, trong cái lô này nè, loại 1 là chiếm 2/3. Có nghĩa là em lấy ra một hạt giống thì xác suất cái loại này thuộc cái loại 1 á là bằng 2/3. Tức là xác suất biến cố B1 là 2/3 nè. Rồi xác suất của biến cố B2 là bằng 1/4 nghe không? 1/4. Còn lại loại 3 tức là xác suất hạt giống lấy ra thuộc loại 3, tức là mình sẽ lấy 1 trừ đi cho 2/3 trừ đi 1/4 nữa thì nó ra đây là bằng 1/12. Đấy. Vậy thì trong cái lô hạt giống này nó có 1/12 là loại C. 1/12 là loại C ha. Đó. Bây giờ câu A là mình sẽ tính cái xác suất hạt giống lấy ra nảy mầm được, tức là xác suất của biến cố A đó các em. Áp dụng công thức xác suất thì nó sẽ bằng cái gì? Đầu tiên là nó sẽ bằng xác suất của biến cố B1 nè. Rồi nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B1 phải không? Tức là 2/3 nhân cho 0,8. 2/3 nhân 0,8. Rồi xác suất của biến cố B2. B2 rồi nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B2. Đấy, cái thằng này nói với thằng này. Đấy, thì nó ra được cái kết quả dưới đây. Rồi xác suất của biến cố B3, xác suất của biến cố B3 nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B3. Thì hai thằng này nói lại thì nó ra được kết quả ở đây. Và mình tính ra được đây là 0,75. 75. À, tức là 75%. Thì em thấy là cái hạt giống loại 1 là tỷ lệ nảy mầm nó là 80%. Hạt giống loại 2 là tỷ lệ nảy mầm nó 70%. Hạt giống loại 3 nó là tỷ lệ nảy mầm nó 50%. Bây giờ mình chọn ba loại cái hạt giống này theo cái tỷ lệ như thế này nè các em. Theo tỷ lệ thế này thì mình ra được một cái lô hạt giống mới có tỷ lệ nảy mầm là 75%. Đúng không? Đấy. Thì cái này là cái cách để mình tính là tỷ lệ nảy mầm của cái lô hạt giống mà nó trộn lẫn lộn ba loại nhau á. Đúng không? Đấy, bây giờ cũng cái tỷ lệ cũng ba loại này, nhưng mà bây giờ em chọn theo tỷ lệ khác thì cái hạt giống cái lô hạt giống mới của em ra nó sẽ có tỷ lệ nảy mầm khác, em hiểu không? Bây giờ thầy không có chọn theo kiểu này nữa mà chọn theo tỷ lệ khác, chẳng hạn như thầy chọn 1/2 hạt giống loại 1 rồi đó là 1/3 hạt giống loại 2 rồi còn lại là loại 3, vậy thì tỷ lệ nảy mầm nó sẽ ra khác, có hiểu chưa? Đấy, thì cái công thức xác suất đầy đủ này nó vận dụng vô thực tế là như thế đó, em hiểu chưa? Đó. Thì bây giờ mình giả sử mình lấy ra được một hạt giống rồi, bây giờ mình đem gieo đi, bây giờ mình thấy nó nảy mầm được, tức là biến cố A này nó xảy ra. Đứa nào mà chưa tắt mic mà còn hát gì, ráng chút nữa là xong rồi các em, thấy không? Thì phân tích thêm cái phần B này nữa là chúng ta kết thúc buổi học đi. Rồi chừng nữa là mình sẽ làm bài kiểm tra thứ hai. Đấy, thì giả sử như cái hạt giống lấy ra là mình nảy mầm được ha. Nảy mầm được tức là biến cố A nó xảy ra nè. Bây giờ mình tính cái xác suất hạt giống lấy ra thuộc loại B. Thuộc loại 2. Tức là mình áp dụng công thức 3Z đó các em. Thì xác suất của biến cố B2 với điều kiện A nè bằng xác suất của biến cố B2 nhân cho xác suất của biến cố A với điều kiện B2 đúng không? Rồi chia lại cho xác suất biến cố A. Rồi mình thế vô thực chất là nó chính là lấy cái số hạng thứ hai ở trong đây và chia cho cái 0,75 này, kia lấy số hạng thứ hai chia cho 0,75 thì nó ra bằng 3/30. Bây giờ ở đây là thầy yêu cầu là các em đọc kỹ cái này lại và em tính thêm cho thầy coi cái này coi nó ra nhiêu ha. Bây giờ sửa số 2 thành số 1, rồi sửa số 2 thành số 3,
tức là xác suất biến cố B3 với điều kiện A nha. Đó. Rồi, tương tự như vậy thì bây giờ cũng công thức này, nhưng mà bây giờ mình sửa cái A thành A ngang thì mình ra được cái câu B nè, cái câu C nè. Sửa cái A thành A ngang, thấy không? Thì mình tính luôn ở dưới câu B luôn, coi luôn câu B giùm thầy. Đấy. Thì bây giờ buổi học của thầy, buổi học mình gọi là buổi học đồng bộ trực tuyến ha. Đến đây là tạm dừng ha. Thì các em theo dõi trên cái cô hô ta là thầy, khi mà thầy soạn xong cái bài trắc nghiệm số 2 thì đưa lên là các em hãy tranh thủ làm nha, để tránh tình trạng mình làm trễ đó là mình sẽ bị trừ cái điểm gọi là điểm chuyên cần á, được chưa? Thì buổi học của mình đến đây tạm dừng nha, thầy xin chào các em.